đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau điểm tin có bài Bắc Tôn và lãnh đạo yêu nước thương dân, trước hết là điểm lại một số thông tin nổi bật trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi. Trong tuần, Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Chủ đề năm học 2024-2025 được xác định là kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng. Đây cũng là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án 06 trên CB trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Những tháng đầu năm 2024, tổ công tác triển khai đề án 06 trên CB thành phố Châu Đốc làm tốt vai trò tham mưu theo dõi đồng đốc, hướng dẫn phòng ban ngành, Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch triển khai thực hiện đề án 06 trên CB phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị địa phương. Với vai trò thường trực, Công an thành phố Châu Đốc thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo đúng đủ sạch sống và công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, đăng ký hồ sơ định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố đạt 100%. Những tháng cuối năm 2024, các cấp ngành địa phương trên địa bàn thành phố Châu Đốc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 9 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang về tăng cường lãnh đạo thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, khẩn trương chỉnh phần mềm đảm bảo triển khai thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính trên địa bàn theo Nghị định 63 trên 2024 trên NDCB ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, tiếp tục ra soát triển khai thực hiện có hiệu quả năm nhóm nhiệm vụ về pháp lý, hạ tầng công nghệ, giữ Dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật, nguồn lực triển khai, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình tại đề án 06 trên CB và thực hiện có hiệu quả luật căn cước 2023, nghị định 69 trên 2024 trên NDCB của chính phủ về định danh và xác thực điện tử. Trong tuần, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cho chức sắc chức diệt và tín đồ các tôn giáo năm 2024. Theo đó, nội dung tuyên truyền tại hội nghị gồm luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định 95 trên 2023 trên NDCB ngày 29 tháng 12 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tôn giáo, các đạo lạ và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đạo lạ, hoạt động trái pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào các tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong tuần, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc phối hợp Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Châu Đốc tổ chức liên quan gia đình hạnh phúc tiêu biểu lần thứ ba năm 2024 liên quan gia đình hạnh phúc tiêu biểu lần này có 26 gia đình tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực làm kinh tế giỏi, chăm lo nuôi dạy con cái, hiếu thuận với cha mẹ, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, các thành viên trong gia đình luôn hòa thuận yêu thương, sống có trách nhiệm với nhau, với xã hội và với chính bản thân mình thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, gia đình tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình có con thành đạt, có việc làm ổn định hoặc các con có kết quả học tập tốt, gia đình đạt 8 chỉ tiêu của cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, gia đình năm có ba sạch do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu liên tục 3 năm trở lên. Trong tuần, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao học bổng quỹ hỗ trợ trẻ em gái vượt khó hiếu học năm học 2023-2024. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã trao sức học bổng cho 31 học sinh là con của cán bộ hội, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, mỗi sức 1 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang trao học bổng cho hai học sinh tiểu học mỗi sức 500.000 đồng. Trong tuần, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2024, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2024. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 1888, 20 tháng 8 2024 và kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Châu Đốc 26 tháng 8 1945, 26 tháng 8 2024. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe một số nội dung về kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8, ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xem phim tài liệu tự hào truyền thống lực lượng vũ trang Châu Đốc. Thông tin một số nội dung nổi bật trong thời gian gần đây như sự trỗi dậy của chủ nghĩa tiểu đa phương, những tác động đối với khu vực và đối sách của Việt Nam, tình hình tôn giáo tín ngưỡng thời gian gần đây và phương hướng nhiệm vụ giải pháp của nhà nước ta trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu hy sinh về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, được Đảng nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cương cường và mẫu mực, vì lãnh tụ kính mến và thân thiết, trọn đời đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí là tấm gương sáng để các thế hệ học tập noi theo. Cách đây 136 năm, ngày 20 tháng 8 năm 1888, Chủ tịch Tôn Đức Thắng được sinh ra trong một gia đình nông dân ở Cù Lao Ông Hổ, làng An Hòa, Tổng Định Thành Hạ, Hạt Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thân phụ là cụ Tôn Văn Đề và thân mẫu là cụ Nguyễn Thị Dị, đều là những nông dân cần cù hiền lành chất phát. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú, đầy gian lao, thử thách và chinh quang của Chủ tịch Tôn Đức Thắng mà đồng bào đồng chí Triều Mến gọi là Bác Tôn gắn liền với lịch sử đấu tranh quanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ 20 là người con ưu tú của quê hương An Giang, giàu truyền thống yêu nước, anh hùng và cách mạng. Ngay từ khi còn là học sinh, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp. Trong những năm tháng tuổi trẻ bung ba ở nước ngoài hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, đồng chí đã tham gia cuộc nổi dậy của Hải quân Pháp ở Biển Đen ngày 20 tháng 4 năm 1919, ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, chống sự can thiệp chủ trang của các nước đế quốc đối với nhà nước Xô Viết non trẻ, góp phần bảo vệ thành trì của cách mạng vô sản thế giới. Năm 1920, Bắc Tôn đã bí mật tổ chức tập hợp lực lượng công nhân, thành lập công hội bí mật, với mục đích là đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và đấu tranh chống áp bức bóc lột của chính quyền thực dân bên vực quyền lợi của công nhân những năm tháng bị tù đài gian khổ trong ngục tù đế quốc lòng yêu nước thương dân không ngừng được hung đúc trong con người tôn đức thắng Giới đức hy sinh và tình thương yêu đối với đồng chí anh em hình ảnh người chiến sĩ cách mạng chân chính gần gũi phương pháp thuyết phục sự quan tâm chăm sóc sức khỏe các bạn tù đồng thời vững vàng gan gốc trước bọn cai ngục thậm chí sẵn sàng che thân hướng chịu những trận đòn roi tàn bạo của kẻ thù để che chở cho đồng chí đồng đội, đã tạo sự cấm phục tin yêu đối với tù nhân. Đồng chí đã tổ chức sáng lập chi bộ đặc biệt ở nhà tù Côn Đảo và trở thành một trong những người lãnh đạo của các tù nhân Côn Đảo. Cách mạng tháng 8 thành công, từ nhà tù Côn Đảo trở về, vừa đặt chân lên đất liền, Bác Tôn đã tham gia ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 3 năm 1946, Bắc Hồ và chính phủ đón Bác Tôn ra Hà Nội bắt được đảng nhà nước phân công đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng trưởng ban thường trực quốc hội chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quỹ viên trung ương đảng lao động việt nam chủ tịch danh dự tổng liên đoàn lao động việt nam chủ tịch hội việt xô hữu nghị quỹ viên hội đồng hòa bình thế giới phó chủ tịch nước ngày 22 tháng 9 năm 1969 tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 3 đồng chí được bầu làm chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội thống nhất vào tháng 7 năm 1976 đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí từ trần ngày 30 tháng 3 năm 1980 tại thủ đô Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. Bác Hồ từng dạy, hiểu chủ nghĩa Mark Lenin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Và chính Bác Tôn đã lĩnh hội chủ nghĩa Mark Lenin theo tinh thần nhân dân cao cả đó. Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đăng khẳng định Bác Tôn muốn sống như một con người thật bình thường. Chính vì thế Bác Tôn vĩ đại, bác thích một vị trí đảng viên cộng sản như mọi đảng viên thích vị trí công dân trung thực lương thiện cố mang điều tốt cố mang niềm vui cố giảm nỗi đau cho đồng bào nhớ bác tôn nhớ bài học mà bác lấy cả đời mình làm mẫu chính là tìm cái vĩ đại trong cái bình thường của một con người trải qua nhiều trọng trách của đảng nhà nước và nhân dân giao phó bác tôn là tấm gương mẫu mực về tinh thần yêu nước tận tụy đạo đức trong sáng mẫu mực đức tính khiêm tốn giản dị tình thương yêu đồng chí đồng bào trên cương vị chủ tịch nước, dù bận rộn nhiều công việc, Bác Tôn vẫn quan tâm thăm hỏi, động viên các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Hàng năm, vào dịp ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, bác thường gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đồng chí thương binh bệnh binh, bác động viên anh em yên lòng chữa bệnh và nhắc nhở cán bộ nhân viên điều trị hết lòng chăm sóc chữa bệnh cho anh em thương binh bệnh binh. Trong cuộc sống hàng ngày, bác Tôn rất khiêm tốn, giản dị, thanh bạch, liêm khiết, chính trực và nghĩa tình. Cả ba lần Trung ương định xây nhà cho bác và người thân, nhưng bác đều từ chối. Bác cho rằng trong khi đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, mình ở như thế là tốt lắm rồi. Bác chỉ ở cùng gia đình trong căn nhà số 35 Trần Phú, Hà Nội. Sau khi bác gái qua đời, khi thấy mình tuổi đã cao, bác Tôn liền đề nghị chuyển gia đình các con ra ngoài ở. Để sau này, khi bác qua đời, dễ bề trả lại ngôi nhà cho nhà nước. Một hành động nhỏ nhưng chứa đựng cả một triết lý nhân sinh vô cùng cao đẹp, thể hiện nếp sống giản dị, liêm khiết của vị chủ tịch nước đáng kính. Có một lần, một cán bộ chuẩn bị dược trường sơn về năm công tác trước khi rời hà nội đồng chí đến thăm sức khỏe và chào bác tôn hôm đó thấy bác mặc chiếc áo cũ bị rút ngắn bác may nói thêm một khúc đồng chí hỏi bác ơi làm chủ tịch nước sao bác mặc áo cũ nói thế này bác cười độ lượng trả lời chủ tịch nước mặc áo nối thì dân mới có đủ cơm ăn đồng chí rưng rưng nước mắt trước tấm lòng yêu nước lo cho dân của bác tôn trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng dễ dàng của mình, dù gặp muôn vàng gian nan thử thách, Bác Tôn luôn nêu cao khí phách của người chiến sĩ cách mạng, một lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là hiện thân tiêu biểu cho tính cách, khí chất, phong thái và nét văn quá đặc sắc của người Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét Di sản quý nhất mà đồng chí tôn đức thắng để lại cho nhân dân là chất người tôn đức thắng, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người. Tinh túy của chất ấy là lòng yêu nước thương dân, niềm yêu ái với đồng bào, đồng chí, niềm tin sắt đá vào thắng lợi của cách mạng. Mặc dù mọi khó khăn gian khổ, tinh thần một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Đức Chí Công vô tư quên mình, sự khiêm tốn giản dị hồn nhiên trong sáng. Năm 1958, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Bác Tôn, 20 tháng 8, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định tặng Bác Tôn quân chương sao vàng. Tại lễ trao tặng trước khi gắn tấm quân chương sao vàng lên ngực áo Bắc Tôn, Bác Hồ rất vui và xúc động phát biểu. Đồng chí Tôn Đức Thắng là người con ưu tú của Tổ quốc, suốt 50 năm đã không ngừng hoạt động cách mạng, 17 năm bị thực dân Pháp cầm tù, 9 năm tham gia lãnh đạo kháng chiến, 4 năm phấn đấu để bảo vệ hòa bình thế giới và đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất nước nhà. Đồng chí Tôn Đức Thắng, 70 tuổi nhưng rất trẻ, đối với đảng đồng chí là 28 tuổi, đối với nước Việt Nam độc lập đồng chí là 13 tuổi. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Sớm tốt ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng nên tình yêu và nỗi nhớ quê hương luôn gia chiết khung nguôi, bác luôn dành những tình cảm sâu nặng đối với quê hương. Trong trái tim bác lúc nào cũng nghĩ tới đồng bào miền Nam về quê hương An Giang ruột thịt. Giao dịp Tết Nguyên Đán, Hội đồng hương Long Châu Hà thường tổ chức họp mặt. Bác đều đến dự, bác ân cần hỏi thăm sức khỏe mọi người, âu yếm ôm hôn các bé, tặng quà và nói chuyện thân mật với những người họp mặt. Trong bài viết gửi về miền Nam nhân dịp Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1959, bác tâm sự có những đêm khuya bên bàn làm việc, có những buổi mai vừa thức giấc hoặc những buổi chiều suy nghĩ bâng khuâng nhìn tấm bản đồ nước ta hình dung non sông gấm dốc từ nam quan đến cà mau liền một giải sau đôi mắt mình bỗng mờ đi khi dừng lại ở ranh giới giả tạo mà quân thù mỹ diệm cố tình chia cắt nước ta phát biểu tại hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27 tháng 3 năm 1964 trên cương vị phó chủ tịch nước bác tôn chia sẻ tôi muốn được nói với đồng bào miền nam rằng từng giờ từng phút tôi luôn nghĩ đến miền nam nhớ đến đồng bào miền Nam ruột thịt đã chịu bao đau thương tan tốc, đang chiến đấu anh dũng chống bọn cướp nước hại dân vô cùng hung ác. Sau bao năm xa cách, tháng 10 năm 1975, Bác Tôn có dịp về quê hương An Giang. Trong buổi họp mặt đại biểu nhân dân An Giang, Bác Tôn xúc động nói, Hôm nay, đảng và nhà nước cho phép tôi về thăm quê nhà. Chưa bao giờ tôi thấy sung sướng như lúc này khi cả nước được độc lập tự do, Bắc Nam thống nhất. Tinh qua dân tộc, cốt lõi miền đất phóng khoáng và mộc mạc an giang, tính cách người thợ Sài Gòn và phong trào công nhân chủ nghĩa Mark Lenin, lý tưởng cộng sản, trí tuệ và đức độ Hồ Chí Minh, tất cả tổng hợp nên một tôn đức thắng, gia tài của dân tộc của Nam Bộ và An Giang. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Tôn, đảng bộ chính quyền và nhân dân An Giang không ngừng đoàn kết nỗ lực, sáng tạo dám nghĩ dám làm, vì lợi ích chung vận dụng sáng tạo những chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương từ một tỉnh thiếu lương thực trong những năm đầu sau giải phóng đến nay an giang trở thành một trong các tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu sản lượng lúa duy trì khoảng 4 triệu tấn trên một năm cùng với phát triển kinh tế công tác an sinh xã hội luôn được cấp quỹ chính quyền đặc biệt quan tâm thật sự trở thành điểm sáng niềm tự hào của địa phương đến nay tỉnh đã cơ bản xây dựng hệ thống an sinh xã hội khá đồng bộ, cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, chính sách ưu đãi đối với người có công, học tập lối sống nhân hậu, nghĩa tình của Bắc Tôn. Những năm qua, An Giang phát triển đa dạng các mô hình xã hội từ thiện, dựa vào cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, cất nhà đại đoàn kết, xây cầu làm đường, các công trình công cộng, nghĩa trang nhân dân được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Chỉ trên giai đoạn 2020-2023, Quý vị người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật trị giá 307,2 tỷ đồng. Kết quả chi hỗ trợ sửa chữa, cất mới hàng ngàn căn nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo, trợ giúp khó khăn đột xuất, trợ giúp học sinh khó khăn, hỗ trợ khám bệnh cho người nghèo. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 200 xe chuyển bệnh miễn phí. Tất cả 11 quyền thị xã thành phố đều phát triển mô hình mua xe chuyển bệnh bằng hình thức xã hội hóa. Thời gian tới, để đế mạnh học tập và làm theo bác tôn về tấm lòng yêu nước thương dân an giang sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau thứ nhất các cấp quỹ tổ chức đảng chính quyền tổ chức chính trị xã hội xác định chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn theo đó các cấp quỹ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các ngành các cấp các địa phương cơ quan đơn vị có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hóa xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thứ hai mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự quý trọng dân thương yêu, gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải đặt lợi ích của đảng và nhân dân lên trên hết. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn khắc sâu vào tâm trí mình, đạo lý, yêu nước, thương dân. Phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Thứ ba, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Không được phung phí thời gian, nhân lực vật lực của dân tránh làm những điều có hại cho đời sống nhân dân thường xuyên nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn bức xúc của dân thứ tư dựa vào dân đem tài sản sức dân của dân trí dân để làm lợi cho dân mục đích của phát triển kinh tế xã hội suy đến cùng là phục vụ nhân dân do đó phải động viên toàn dân dựa vào dân biết phát huy sức mạnh sức của tinh thần làm chủ tổ chức giáo dục nhân dân dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân và tạo điều kiện cho nhân dân tự xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc của mình Thứ năm, thực hiện tốt phong trào thi đua chăm lo đời sống nhân dân, các cấp quỹ tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức phát động, triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua sâu rộng trong mỗi đơn vị, địa phương, cán bộ đảng viên và nhân dân. Các tập thể cá nhân phải có kế hoạch cụ thể thiết thực để cùng đồng hành chăm lo tốt đời sống nhân dân. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp để chúng ta ôn lại tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng dễ dàng của đảng và dân tộc việt nam với quyết tâm chính trị cao của các cấp quỹ, cùng với sự đoàn kết chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chúng ta tin tưởng rằng việc học tập và làm theo tấm gương bác tôn sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa và ngày càng thấm sâu lan tỏa như muôn mạch nước nhỏ qua thành dòng sông lớn để những điều tử tế tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày được dung đắp và phát huy, góp phần chăm lo đời sống nhân dân An Giang ngày càng ấm no hạnh phúc, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tùng Đức Thắng. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Bác Tôn, nhà lãnh đạo yêu nước, thương dân. Thưa quý vị, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu đã phát đi thông tin cảnh báo cho biết trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều fanpage giả mạo thương hiệu các fanpage này sử dụng logo tên gọi các cuộc thi dành ảnh của Ocean Edu để truyền thông và kêu gọi phụ huynh học sinh đăng ký tham gia các trang form giả mạo được lập ra với mục đích lừa đảo thu phí đối với hình thức lừa đảo giả mạo thương hiệu trên các đối tượng sẽ tạo lập nhiều fanpage trang mạng xã hội giả vô cùng tinh vi chuyên nghiệp các đối tượng còn có thể sử dụng tên miền tương tự hoặc thay đổi một vài ký tự để làm cho trang web trông hợp lệ để tăng mức độ uy tín, các đối tượng còn tạo ra các tài liệu hoặc sản phẩm với tên và logo của thương hiệu nổi tiếng, đồng thời đăng tải nội dung về các cuộc thi có tính hấp dẫn để thu hút sự chú ý và đánh lừa người tiêu dùng. Sau khi nạn nhân liên hệ, đối tượng cho biết để có thể tham gia cuộc thi, người tham gia phải cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin tài chính. Sau khi người dùng cung cấp thông tin, kẻ lừa đảo gửi email thông báo họ đã trúng giải thưởng. Email thường yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin hoặc trả phí để nhận giải thưởng cục an toàn thông tin khuyến cáo cẩn trọng trước các cuộc thi trên mạng xã hội cần xác minh danh tính của đối tượng tổ chức trước khi tham gia bất cứ dịch vụ cuộc thi nào xác minh tính xác thực của bất kỳ trang web hoặc email nào bằng cách kiểm tra địa chỉ url liên hệ trực tiếp với thương hiệu hoặc tổ chức qua các kênh chính thức tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức nếu cảm thấy những yêu cầu để nhận giải thưởng hoặc tham gia cuộc thi bất hợp lý hoặc quá tốt cần đặc biệt cẩn trọng mua hàng giả, hàng kém chất lượng trên mạng xã hội, lợi dụng chính sách cắt sóng 2G và nhu cầu đổi điện thoại từ 2G sang 4G, một số đối tượng đã lừa đảo người dân mua máy 2G, đổi lốt 4G với giá 400.000 đồng đến 500.000 đồng một chiếc. Có đối tượng đăng tải những bài viết với nội dung rao bán điện thoại di động 4G giá rẻ. Không chỉ vậy, một số đối tượng còn rao bán những loại smartphone 3G đã qua sửa chữa và lời rao 3G hay 4G đều xài thoải mái với giá chưa đến 1 triệu đồng sau khi bán sản phẩm, các đối tượng xóa tài khoản bán hàng hoặc chặn tài khoản của người mua trên mạng xã hội. Không ít người dùng ham rẻ thiếu kiến thức đã đặt mua điện thoại của các đối tượng lừa đảo. Đến khi nhận máy, lắp SIM mới phát hiện mua phải điện thoại 2G hay smartphone 3G nằm trong diện không sử dụng được khi chuyển lên sóng 4G. Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân nên lựa chọn địa chỉ mua hàng uy tín, không mua những mặt hàng trôi nổi trên mạng xã hội. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ giải quyết và ngăn chặn kịp thời. Giả danh shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng. Đối với hình thức lừa đảo trên thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại cho người dân, tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo có đơn cần giao và yêu cầu chuyển khoản để thanh toán. Sau khi người dân chuyển khoản thành công, các đối tượng liền thông báo do nhầm lẫn nên số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên shipper. Khi chuyển tiền vào đó, trung tâm sẽ kích hoạt gói cước hội viên, mỗi tháng tự động bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản, đồng thời gửi cho người dân đường link trang Facebook và số điện thoại giả mạo trung tâm vận chuyển để người dân liên hệ quỹ đăng ký hội viên. Khi bấm vào đường link giả mạo và nhập các thông tin cá nhân, nạn nhân có nguy cơ bị đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người tiêu dùng nâng cao ý thức cảnh giác khi thanh toán mua hàng online, luôn xác minh thông tin liên quan dịch vụ chương trình khuyến mại trực tiếp với đơn vị cung cấp qua số điện thoại hoặc địa chỉ chính thức để đảm bảo giao dịch với đơn vị chính thức và quy tính không chuyển tiền cho bất kỳ ai yêu cầu bạn thanh toán trước khi nhận hàng hoặc trước khi đăng ký dịch vụ tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn hoặc đối tượng lạ gửi đến chiêu trò lừa đảo liên quan đến bất động sản vừa qua chủ đầu tư dự án QMS Top Tower Hà Nội cho biết đã phát hiện hai vụ lừa đảo khách hàng quan tâm tới căn hộ chung cư của dự án này nhiều nạn nhân đã thực hiện theo hướng dẫn đặt cọc tiền trước khi ký hợp đồng mua bán dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng Có đối tượng lừa đảo lập kế hoạch khá tinh vi đầu tiên đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật về việc có thể mua được căn hộ với giá rất tốt để thu hút khách hàng tiếp đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc bất cứ căn hộ nào vào tài khoản của chủ đầu tư sau đó đối tượng yêu cầu khách hàng đưa 300 triệu trước khi ký kết hợp đồng mua bán cuối cùng đối tượng ngắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc trên Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý nộp tiền mua căn hộ khi chưa có xác nhận chấp thuận số căn hộ từ chủ đầu tư hoặc thông báo từ đối tác bán hàng cho chủ đầu tư, không chuyển tiền cọc trước khi xác nhận rõ ràng đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp. Quý vị và các bạn vừa nghe bài cảnh giác 4 chiêu trò lừa đảo trực tuyến mới. Thưa quý vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh thường là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ phòng ngừa quả quạng tại các cơ sở này công an thành phố châu đốc tăng cường công tác phòng cháy sẵn sàng chữa cháy để hạn chế thấp nhất rủi ro thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn thành phố có hàng trăm cơ sở sản xuất kinh doanh để chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh công an thành phố tham mưu quỹ ban nhân dân thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ các cơ sở kinh doanh yêu cầu các cơ sở xây dựng kế hoạch phương án phòng cháy chữa cháy trang bị phương tiện chữa cháy thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ Công an thành phố thường xuyên rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy nổ đang tồn tại trong khu dân cư nơi tập trung đông người và đề xuất kế hoạch di dời các cơ sở này bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, chính quyền các phường xã tuyên truyền để các hộ kinh doanh tham gia mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, nâng cấp sửa chữa trang bị đầy đủ các hạng mục thiết bị về phòng cháy chữa cháy theo quy định thông qua hoạt động của các mô hình lực lượng, lượng công an thành phố tuyên truyền đến hộ kinh doanh những kiến thức an toàn về phòng chống cháy nổ như sử dụng thiết bị điện an toàn hướng dẫn hộ kinh doanh tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và xây dựng hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cũng như kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra cùng với công tác tuyên truyền công an thành phố tăng cường các đợt kiểm tra rà soát hướng dẫn công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định của nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy, được lực lượng chức năng chỉ ra sau kiểm tra. Theo chủ cơ sở kinh doanh đồ nhựa gia dụng trên địa bàn phường Châu Phú A cho biết, hiện nay, cơ sở kinh doanh của gia đình thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, để phòng ngừa quả quạng gia đình chủ động trang bị hay bình chữa cháy và nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy khác, đồng thời mở lối thoát hiểm gia đình cùng thành viên tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tích cực tham gia tập huấn phương án chữa cháy tại khu dân cư để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, sự quan tâm của các cấp ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị và nhân dân, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Châu Đốc có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân được nâng cao, hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tăng cường góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất đời sống của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lực lượng công an thành phố tích cực xây dựng và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng các điểm chữa cháy công cộng, tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, lực lượng dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở, diễn tập thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quy động nhiều lực lượng tham gia dân động quân chúng nhân dân trang bị bình chữa cháy tuyên truyền trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy mặc dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhưng từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra một vụ chủ yếu là do bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt và sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo an toàn của người dân công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy tổ chức tuyên truyền tập trung tại các khu dân cư dẫn động các hộ dân trên địa bàn mỗi hộ trang bị tối thiểu một bình chữa cháy sách tay tại nhà yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngăn ngừa cháy nổ sự cố xảy ra quý vị và các bạn vừa nghe bài thành phố châu đốc phòng ngừa quả quạng tại cơ sở kinh doanh Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.